Ca sĩ Mỹ Linh bất ngờ trở lại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Khán giả mong chờ chị đại tái xuất lắm rồi. Từng muốn dừng cuộc chơi khi tham gia show bao chọn các bộ môn nhảy lửa, lắc vòng, múa cột vào cuối tháng 7 vừa qua. Nhà sản xuất Chị Đẹp Đạp Gió sẽ sóng chính thức thông báo sự trở lại của show thực tế đình đám dành riêng cho các nữ nghệ sĩ. Chương trình xác nhận sẽ có tên gọi mới là Chị Đẹp Đạp Gió 2024, không còn cụm từ rẽ sóng. Danh tính của 30 chị đẹp xuất hiện tại chương trình cũng liên tục được netizen chấm hóng. Đáng chú ý ở Chị Đẹp Đạp Gió 2024, ngoài việc chào đón 28 chị đẹp xuất sắc hoạt động trong ngành giải trí và nhiều lĩnh vực khác của Việt Nam, thì khán giả sẽ chứng kiến sự trở lại của hai chị đẹp trong mùa đầu tiên hội ngộ. Mới đây, chương trình tiếp tục có bài đăng hé lộ về danh tính chị đẹp sẽ xuất hiện trở lại ở mùa 2 qua hình của Mim và Em Yêu. Dưới phần bình luận, cư dân mạng bán tín bán nghi và cho rằng đó chính là Thu Phương và Diva Mỹ Linh. Ở mùa 1 chương trình Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng, Diva Mỹ Linh đã liên tục gây sốt vì có cả dấu meme khi trình diễn trên sân khấu. Thậm chí, khán giả còn gọi Mỹ Linh là danh hài, thánh tạo meme. Sau mỗi tập lên sóng, nhiều bức ảnh chế, ảnh hài hước của Mỹ Linh liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Nếu nhắc tới việc tạo meme ở mùa 1 thì chắc chắn chỉ có duy nhất chị đẹp Mỹ Linh. Mỹ Linh từng chia sẻ cô nhiều lần mệt mỏi, muốn dừng cuộc chơi khi tham gia show, tôi muốn xin ra để nhường cho các em khác vì mệt quá sợ không về được. Nhưng các chị trong ban tổ chức thuyết phục tôi, khuyên tôi không nên tạo gương xấu. Tôi hô hào vượt giới hạn bản thân mà giữa đường lại xin cho em về là không làm gương cho ai được. Và đến chung kết là tôi thấy mình may mắn và giỏi hơn khả năng của bản thân. Tôi không nghĩ mình có thể đua theo các em trong nhiều thử thách. Trong số các chị đẹp tham gia Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng, Thu Phương được đánh giá là một trong những sao nữ tình cảm nhất. Nguyên do vì nữ ca sĩ luôn quan tâm, lo lắng và gọi các đồng nghiệp, đàn em là em yêu. Do đó, cư dân mạng cho rằng hình tại em yêu chính là nhắc tới ca sĩ Thu Phương. Ca sĩ từng chia sẻ về chương trình, có những khoảnh khắc tôi quên thân phận, quên mình là ai luôn. Bảo nhảy vào lửa, bảo lắc vòng múa của tôi cũng làm, vì tôi nghĩ đó là tiêu chí của chương trình. Chứ nếu mình cứ lờ đờ nước hén như bao năm nay thì không đáng để quyết định tham gia. Nhà sản xuất từng cho biết nếu như Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng 2023 thành công khi làm sống dậy những đam mê, hoài bão và khát khao của một thời thanh xuân rực rỡ của phái đẹp trong quá khứ thì Chị Đẹp Đạp Gió 2024 sẽ hướng đến những câu chuyện của hiện tại, những điều đang hiện hữu trong thời đại mới này. Tại đây, các chị đẹp bước vào hành trình đạp gió sẽ chứng minh cho ý chí phấn đấu không tầm thường của một con người bình thường. Họ sẽ cùng gắn kết, tương trợ nhau, tự tin bứt phá bản thân, dám nghĩ, dám làm, từ đó bật lên sức mạnh, bản lĩnh, vẻ đẹp trí tuệ của nữ giới trong thời đại mới, tạo nên giá trị, giới hạn mới cho chính mình, đồng thời biến độ tuổi ngoài 30 của phái đẹp trở nên rực rỡ trước vòng xoay vô hạn của cuộc đời. Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng 2023 là một chương trình khá thành công khi nhận được sự đón nhận từ đông đảo công chúng. Trong đó, nhóm thành đoàn đã lộ diện và bao gồm 7 sao nữ đình đám là Trang Pháp, trưởng nhóm, Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên, Đinh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Emily. Dù vẫn còn những drama xoay quanh những chị đẹp nhưng không thể phủ nhận sức nóng của chương trình trong mùa đầu tiên. Chương trình năm nay dự kiến sẽ phát sóng vào khung giờ vàng của VTV3 vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 và 20 giờ 30 phút trên hệ thống kênh YouTube với tổng số 15 tập và thời lượng 90 phút một tập.